Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cục Đào tạo Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn 2023 với các trường đại học, học viện thuộc khối ngành Công an Nhân dân. Năm 2023, khối ngành Công an Nhân dân xét tuyển 2.000 chỉ tiêu đại học, giảm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái, và 1.200 em vào hệ trung cấp, trong đó ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế lấy 14,01 áp dụng với thí sinh nam, đây là mức thấp nhất. Năm nay, ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 24,94 điểm đối với nữ. Ngành nghiệp vụ cảnh sát của Học viện Cảnh sát Nhân dân có điểm chuẩn là 24,23 đối với nữ. Ngành nghiệp vụ an ninh của Trường Đại học An ninh Nhân dân là 24,16 điểm đối với nữ và ngành nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân là 24,14 điểm đối với nữ. Năm nay là lần thứ hai các trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an Nhân dân. Với cách tính điểm xét tuyển nói trên, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Năm ngoái mức cao nhất là 26,26 áp dụng với các thí sinh nữ phía Bắc dự thi ngành xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Điểm chuẩn với nhóm thí sinh nam thấp hơn, phổ biến dưới 20. Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2023 của Bộ Công an, phương thức tuyển sinh, đối tượng điều kiện xét tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được quy định như sau. Phương thức 1, tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo và quy định của Bộ Công an. Phương thức 2, xét tuyển thẳng kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông. Phương thức 3, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an Nhân dân, chiếm tỷ lệ 40%, và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30, chiếm tỷ lệ 60%, làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an. Riêng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viên Chính trị Công an Nhân dân, ngành nghiệp vụ an ninh và nghiệp vụ cảnh sát, thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5, TOEFL IBT 110 hoặc HSK 5 trở lên sẽ được xét theo phương thức này. Hôm nay ngày 23 tháng 8, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2023. Năm nay, một số học viện, nhà trường xét tuyển theo các phương thức, tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, xét tuyển thí sinh diện học sinh giỏi bậc trung học phổ thông, xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là chính. Một số trường có điểm chuẩn trúng tuyển xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ở mức cao như Học viện Khoa học Quân sự, ngành ngôn ngữ Trung Quốc, tuyển thí sinh nữ điểm chuẩn trúng tuyển 27,97 điểm. Học viện Biên phòng, ngành luật học, tuyển thí sinh miền Bắc, điểm chuẩn trúng tuyển là 27,47 điểm. Ngành biên phòng, tuyển sinh, tổ hợp C00, văn sử địa, điểm chuẩn với thí sinh miền Bắc là 26,99 điểm. Học viện hậu cần, thí sinh ở miền Bắc, điểm trúng tuyển là 26,01 điểm, đối với thí sinh nữ là 25,6 điểm, đối với thí sinh nữ ở miền Nam. Năm nay, 17 trường quân đội tuyển gần 4.400 chỉ tiêu, giảm 445 so với năm ngoái. Trường sĩ quan lục quân 1 là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất, 494, kế đến là Học viện Kỹ thuật Quân sự 458 và Trường sĩ quan Chính trị 453. Trường sĩ quan Phòng hóa tuyển ít nhất 42 chỉ tiêu. Năm ngoái điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào các trường quân đội từ 17,35 đến 29,79, 4 trường lấy mức dưới 20. Theo công bố mới đây, Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 19 đến 27,73 điểm. Trong đó, ngành y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27,73. Có 209 em trúng tuyển vào ngành theo phương thức này và 73 em khác được xét tuyển thẳng. Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh đăng ký vào ngành y khoa chỉ cần đạt 26 điểm. Ngành này đào tạo ở phân hiệu Thanh Hóa, lấy 26,39. Tương tự mọi năm, ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 75,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là điều dưỡng ở phân hiệu Thanh Hóa với 19 điểm. Ngoài ra, ngành khúc xạ nhãn khoa 25,4 điểm, ngành kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn 24,85, ngành y học cổ truyền
điểm chuẩn 24,77, ngành y học dự phòng, điểm chuẩn 22,3. Năm nay, Đại học Y Hà Nội tăng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái, nâng tổng số sinh viên tuyển lên 1.370. Trường giữ ổn định hai phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh hoặc Pháp với điểm thi. Ngoài ra, trường tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 129 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này, trong đó 106 em đổ vào ngành y khoa. Học phí Đại học Y Hà Nội năm nay dự kiến tăng khoảng 1,3 đến 3,5 lần so với năm ngoái. 6 ngành là y khoa, y học cổ truyền, khúc xạ nhãn khoa, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng và điều dưỡng. Chương trình tiên tiến đào tạo tại Hà Nội thuộc nhóm phải tự đảm bảo chi thường xuyên. Nhóm này có học phí dự kiến từ 41,8 đến 55,2 triệu đồng một năm. Nhóm còn lại là các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, thu từ 20,9 đến 27,6 triệu đồng, gồm răng hàm mặt, y học dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng, y khoa và điều dưỡng tại phân hiệu Thanh Hóa. Điểm chuẩn Học viện Y Dược, Y học cổ truyền dao động từ 21 đến 25 điểm. Theo đó, ngành y khoa có mức điểm đầu vào cao nhất với mức 25,05 điểm. Ngành dược học có điểm chuẩn là 23,09 điểm, trong khi ngành y học cổ truyền chỉ ở mức 21,85 điểm. Trường Đại học Dược Hà Nội, ngành dược học lấy cao nhất với 25 điểm, giảm 1 điểm so với năm ngoái. Các ngành còn lại là hóa dược lấy 24,9 điểm, điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học là 24,21, còn hóa học là 23,81 điểm. Năm nay, trường tuyển 960 sinh viên theo 4 phương thức, gồm tuyển thẳng với thí sinh là anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, đạt giải học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia. Quốc tế, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ SAT, ACT, bài thi chuẩn hóa quốc tế, sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Đại học Y tế Công cộng theo phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm chuẩn cao nhất là 21,8 điểm, cao hơn năm ngoái 0,3 điểm. Công nghệ kỹ thuật môi trường lấy điểm chuẩn thấp nhất 16 điểm, tăng 1 điểm so với năm 2022. Ở phương thức xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông, học bạ, ngành kỹ thuật xét điểm y học lấy mức điểm chuẩn cao nhất với 27,5 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất vẫn là công nghệ kỹ thuật môi trường 19,1 điểm. Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn ngành răng hàm mặt 26,8 điểm, vượt ngành y khoa để vươn lên vị trí dẫn đầu. Ngành y khoa lấy 26,75, giảm 0,55 điểm so với mức 27,3 điểm năm ngoái. Ngành dược có điểm chuẩn 24,35 điểm, cao thứ 3. Ba ngành còn lại lấy điểm chuẩn từ 23,55 điểm trở lên, trong đó ngành kỹ thuật, hình ảnh, y học thấp nhất, thay thế vị trí năm ngoái của ngành điều dưỡng. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành y khoa khu vực ngoài thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm chuẩn 26,31, cao nhất trường nhưng giảm nhẹ gần 0,3 điểm so với năm ngoái. Tương tự, điểm chuẩn ngành răng hàm mặt khu vực ngoài thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm 0,37 điểm. Riêng ngành dinh dưỡng có mức trúng tuyển tăng 4,15 và 2,7 điểm lần lượt với khu vực tuyển sinh ở thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc. Ngành điều dưỡng cũng ghi nhận điểm chuẩn tăng 4 điểm, kỹ thuật phục hồi chức năng tăng khoảng 3 điểm. Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, điểm chuẩn ngành y đa khoa cao nhất với 25 điểm, thứ hai là ngành dược 23,75. Các ngành còn lại 19 điểm, riêng y tế công cộng thấp nhất 15 điểm. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển từ 20 đến 25,52, ngành y khoa vẫn đứng đầu nhưng mức này giảm nhẹ so với năm ngoái, 25,6 điểm. Xếp thứ hai về điểm chuẩn là ngành răng hàm mặt với 25,4 điểm, giảm 0,5 điểm so với năm ngoái, thấp nhất là ngành y tế công cộng với điểm chuẩn từ 20. Trừ 3 ngành này, nhìn chung, các ngành còn lại đều tăng điểm chuẩn so với năm ngoái. Ngành điều dưỡng lấy 23,2 điểm, tăng mạnh nhất 1,45 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!